tin giáo phận ban mê thuộc thánh lễ tạ ơn mừng kim khánh chủng viện thánh phaolô lê bảo tịnh ban mê thuộc sáng ngày 12 tháng 7 vừa qua tại nhà nguyện tòa giám mục ban mê thuộc đức cha vinh sơn nguyễn văn bản đã chủ sự thánh lễ tạ ơn mừng 50 năm ngày thành lập chủng viện thánh phaolô lê bảo tịnh Đồng tế với ngài có cha tổng đại diện, cha trưởng ấn, cha quản lý, cha giám đốc trung tâm mục vụ, quý cha ban giám đốc chủng viện, quý cha giáo, quý cha quản hạt, quý cha trong giáo phận, quý cha xuất thân từ chủng viện Thánh Phô Lô Lê Bảo Tịnh. Đặc biệt trong số đó có đức cha Du Sa Nguyễn Thế Phương, giám mục chính tòa giáo phận Kamloops, Canada cùng hiện diện hiệp dân thánh lệ có quý thầy đại chúng sinh ứng sinh đang tu học tại chủng viện quý tu sĩ nam nữ quý khách và gia đình cụ chúng sinh lê bảo tịnh Chủng viện Thánh Phao Lô Lê Bảo Tịnh Ban Mê Thuộc được thiết lập ngay sau khi thành lập giáo phận năm 1967. Ngày 25 tháng 3 năm 1968, Đức cha phê Nguyễn Huy Mai, giám mục tiên khởi giáo phận, đã ra văn thư thiết lập chủng viện và trao bài sai bổ nhiệm cha Agustino Nguyễn Văn Tra làm giám đốc. Ngày 8 tháng 9 năm 1968, Chủng viện Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh khai giảng khóa đầu tiên với lớp vô nhiễm gồm 60 chủng sinh. Từ năm 1968 đến năm 1975, Chủng viện tuyển sinh được 7 khóa. Biến cố năm 1975 tưởng chừng đã làm gián đoạn công cuộc đào tạo này của giáo phận, nhưng trong thời gian khó khăn nhất, giáo phận ban mê thuộc vẫn âm thầm đào tạo các ứng sinh, gửi tu học tại Đại chủng viện sau biển Nha Trang. Ngày 26 tháng 2 năm 2007, chủng viện Thánh Phô Lô Lê Bảo Tịnh ban mê thuộc khai giảng lại khóa đầu tiên sau 32 năm và tiếp tục tuyển sinh hàng năm thánh lễ kết thúc trong niềm vui hồng phúc của quý đức cha quý cha quý tu sĩ quý khách và gia đình cụ chủng sinh chủng viện lê bảo tịnh